Rồi, chúng ta đến với đề số 3 các bạn nhé. Của chuyên mục là giải 100 đề chinh phục tiếng Anh lớp 5 của chúng ta đó. Và đề 1, đề 2 thì giảng xong cho các bạn rồi. Rồi bây giờ trong cái đề 3 này á thì chúng ta bắt đầu với câu số 1 này. Câu số 1 này thì các bạn nhìn vô là chúng ta biết người ta đang hỏi là gì. How much are your shoes? Là những cái chiếc giày của bạn này hay là đôi giày của bạn là có giá là bao nhiêu? How much là hỏi bao nhiêu đó, đúng không? Thì các bạn nhìn đây, người ta đang hỏi số nhiều này, đây là số nhiều này, đó, shoes, đó, các bạn nhớ nha. Thì khi trả lời á, thì các bạn không phải trả lời số nhiều. Do đó, nếu người ta trả lời số ít là chúng ta loại ngay này, đó, các bạn thấy chưa? Rồi, người ta hỏi là giá bao nhiêu, mà cái chỗ này là người ta hỏi là nó là màu đen, chúng là màu đen loại luôn, đúng không? Đó, chúng đẹp, người ta hỏi giá bao nhiêu mà trả lời chúng đẹp dễ thương là càng loại luôn. Vậy thì chỉ còn phương án C. Đó, các bạn thấy chưa, cái cách mà chúng ta trả lời câu trắc nghiệm là chúng ta loại trừ dần, chúng ta loại trừ dần là nó ra thôi. Tương tự như câu thứ hai này, các bạn nhìn đây nha. How books does he have, có nghĩa là anh ấy có bao nhiêu cuốn sách, đúng không? Anh đã có bao nhiêu cuốn sách mà khi người ta hỏi how mà có danh từ số nhiều này này, đó, đã là danh từ số nhiều thì sao, là many hoặc là much, đúng không? Đó, số nhiều này. Nhưng mà số nhiều này có đếm được không? Đếm được. Bởi vì có s này là đếm được là bao nhiêu cuốn sách đó. Mà đếm được đó, là much, là không đếm được là loại này. Loại cái much này, cái more này là càng loại luôn này. Rồi cái are này là không có lý do gì tồn tại chỗ này, bởi vì chỗ này đã có động từ, có động từ để họ trợ từ đã hỏi rồi. Có động từ rồi thì chỗ này cái động từ to be là không được phép. Do đó chỉ còn many và phù hợp luôn. How many books, là có bao nhiêu cuốn sách, là cuốn sách là đếm được và many cũng là đi với danh từ đếm được. Đó các bạn nha. Anh ấy có bao nhiêu cuốn sách? Ok. Rồi, đó là câu 2. Giờ câu 3 này. Tôi có hai người anh trai. I have two brothers. Rồi, hai người anh trai là số nhiều nha, nhớ này. Tên của họ là Minh và Tùng. Tên của họ là Minh và Tùng, hai người anh trai mà. Vậy tên của họ là gì? Tên của anh ta là loại này, bởi vì anh ta là chỉ có một thôi mà trong khi này là nói đến hai người lận. Thì his này là loại này. Chỗ này đã danh từ rồi mà cái they này đóng vai trò chủ ngữ là loại luôn nè. Đó. Cái theirs này là sở hữu nhưng mà đại loại là nó giống như là cây viết của tôi, đúng không? Mà cây viết của họ là their pen, đúng không? Đó, the pants, những cái viết của họ. Thì bây giờ trong ngữ cảnh khác người ta không muốn lặp lại hai cái từ này, người ta nói thế này là người người khác hiểu. Đó, theirs này có s nữa, là trong những trường hợp đó, nó sẽ bằng their pants hoặc là their house hoặc là their ruler vân vân, cái nhà của họ hay là cây thước của họ đó. Thì khi mình không muốn lặp lại thì mình chỉ cần thêm s, vì sao này là người ta hiểu đây là cái đại từ sở hữu này, được chưa? Người ta sở hữu á. Rồi vậy thì khi mà chỗ này á không có liên quan gì đến cái sở hữu này thì chúng ta loại cái này luôn. Thì chỉ còn there là hợp lý. Their names là tên, những cái tên của họ, những cái tên của họ là tên của những hai cái người anh trai đây này, đúng không? Là Minh và Tùng. Đó, các bạn hiểu được cái cách mà chúng ta thi những cái câu hỏi thế này. Thì các bạn để ý, một mặt là chúng ta loại trừ, một mặt là chúng ta phải có kiến thức về ngữ pháp và từ vựng đó nha. Tương tự như câu 4 này. He is going to, anh ấy sẽ đi đến đâu để gửi một lá thư. Đi đến đâu mà gửi lá thư? Chắc chắn là đi đến bưu điện. Đi bưu điện gửi thư đó. Đi đến bưu điện này, A này, bưu điện này. Post office là bưu điện. Đi chợ là không được rồi, đi hiệu sách là không được rồi, đi đến hiệu rạp chiếu phim là càng không được luôn. Chỉ có đi đến bưu điện. Ok. Rồi, câu số 5 này. Câu số 5 này, nào chúng ta hãy đi đến đâu và nhìn những con động vật. Chúng ta đi đến đâu đây? Đi đến sở thú. Đi đến sở thú và nhìn động vật, đúng không? Let's go. Đó, let's phải đi với động từ nguyên mẫu. Let's go. Ok, đi đến sở thú và nhìn những động vật. Câu số 6. How's the weather in Hà Nội? Thời tiết ở Hà Nội như thế nào? Đây, weather đây. Hợp lý. Thì câu này là câu giao tiếp bình thường. It is cold and windy. Trời lạnh và có gió. Ok.
Câu 10, câu 7, how about, nhớ này, how about á, là phải có một cái động từ thêm in phía sau này cho thầy. How about rồi. Đấy, vậy thì how about going, how about going to the supermarket? Là cái, nào, bây giờ chúng ta đi đến siêu thị, một dạng câu hỏi nhưng nó giống như một dạng đề nghị á. Chúng ta đi đến siêu thị nhỉ? Ý là như thế. Đó, các bạn nghĩ sao về cái việc chúng ta sẽ đi đến siêu thị nhỉ? Ok. Đó là câu 7, câu 8 này. Hurry, hurry, be up. Nhớ cho thầy. Hurry up là nhanh lên, vội lên. We're late for school. We're late for school. Không là chúng ta sẽ bị đi học muộn đó. Ok. Hurry up. Ok. Câu 9 này. You can see lions in the. Bạn có thể thấy những con sư tử ở đâu? Gặp sư tử ở đâu? Chắc chắn là ở sở thú rồi. Zoo. Chứ không có lấy sư tử ở trạm cảnh sát hay là bưu điện hay là ở công viên được, mà chỉ có trạm sở thú thôi. Ở sở thú thôi các bạn nha. Câu 10 này. Can you play the guitar? Bạn có thể chơi đàn guitar không? Người ta hỏi can này. Đúng không? Nếu mà yes, phải là yes I can đúng không? Mà I, đây là cannot thì không được. Loại yes I can đây. Cái B là hợp lý nhất. Còn no, đã no là phải I cannot. No, I cannot. Cannot đây đúng không? Mà đây I can là không được. Loại luôn. Yes I am càng loại. Bởi vì người ta đang hỏi can mà. Mà trả lời động từ to be làm gì? Đó, cho nên là chúng ta loại dành là như vậy. Chỉ còn cái chỗ là yes I can. Vâng, tôi có thể. Đó, như vậy là 10 câu đầu tiên. Đó, là cái phần 1 này. Phần 1 ở trên này. Phần 1 của cái đề số 3 này các bạn nhá. Trong video tiếp theo thầy sẽ quay phần 2. Phần 2 là từ câu 10 trở, từ câu 11 trở đi. Đó, mỗi cái video, mỗi cái phần này thầy ngắn vậy thôi. Thầy bộ phận kỹ thuật thầy không cho phép thầy quay video dài.